Hay Tower, Hapulico Center Building. Phía bên này nữa. Bên này là gọi là gì ấy nhỉ? Hình như là cái tuyến đường Vũ Trọng Phụng này là có rất nhiều trung tâm về thuốc, y dược. Tòa này thì mình không biết tên là gọi là tòa gì. Nó không có tên, không đề tên. À, nó đề trên kia là 21T1. Còn bên này là 21T2. Cũng đâu đó khoảng 25 tầng. À đúng. Hình như tất cả các dãy nhà ở đây đều là 25 tầng cả. Bên này là 21T2. Rất nhiều tòa nhà. À, điều đặc biệt nhá, là cái tòa nhà 21T2 này là có trụ sở của Amway, tập đoàn về thực phẩm chức năng. Thực phẩm chức năng, rồi nói chung nó là đa cấp ấy. Hình như tất cả các tòa nhà ở đây đều là do Hapulico đầu tư thì phải. Bên này là quán cà phê cũng là Hapuccino. Quán cà phê cũng để tên là Hapuccino. Rồi Amway. Ok, cảm ơn bạn đã theo dõi video của mình. Nhớ like và share nhé.